Chào các em. Hôm nay thầy sẽ giải một số những cái bài tập, ôn lại một số những cái bài tập để chúng ta chuẩn bị kết thúc cái học phần này để cho các em chuẩn bị bước vào cái kỳ thi. Thì theo như thầy biết thì cái K41 thì sẽ thi online, còn không biết K42 thì tới lúc đó thì như thế nào thì chưa biết. Bây giờ thầy giải bài 5.9, 5.9 rồi sau đó giải một số những cái bài tập về cái sơ đồ nếu mà còn thời gian, rồi cái buổi cuối cùng thì sẽ giới thiệu với các em về cái phần mềm quản lý dự án. Đây là bài tập 5.9. Chúng ta thấy thì ở đây bài tập 5.9, người ta bảo là có một hệ thống cửa hàng bán lẻ hàng hóa, công việc kinh doanh của họ gần đây phát triển tốt đẹp. Qua phân tích thị trường thì công ty nhận thấy có thể mở thêm một cửa hàng mới ở một thành phố mà công ty chưa có cái cửa hàng nào và dự định mở vào cuối năm 2010, dự kiến hoạt động từ 2011 tới 2015. Thì sau đó mạng lưới các cửa hàng giá công ty có mặt ở thành phố này và quyết định sẽ rút lui khỏi thị trường. Tóm lại là người ta ấy nói rằng cái dự án này nó kéo dài trong vòng từ năm 2011 tới 2015 thôi. Rồi chi phí để mua sửa chữa cửa hàng là 400 ngàn, các trang thiết bị này kia là 100 ngàn, rồi khấu hao tòa nhà theo phương pháp mà đường thẳng, khấu hao các thiết bị theo phương pháp MACS của luật thuế Mỹ 91, thì các cái tỷ số khấu hao thì người ta cho rồi, mình chỉ lấy cái đó mình nhân thôi. Rồi công ty dự kiến vào cuối năm 2015 sẽ bán với giá là 110.000 đô và hệ thống thiết bị 50.000. Mục đích là người ta nói tới việc thanh lý dự án. Cuối cùng là sau hết cái thời gian dự án thanh lý đi thì mình còn lại những số tiền như thế nào, và tất cả đều là dự tính. Doanh thu và chi phí không gồm khấu hao cho cửa hàng mới. Đây tất cả là doanh thu chi phí của từng năm, không gồm khấu hao. Thì người ta cho mình để mà mình lập cái báo cáo kinh doanh của từng năm để mà lập cái dòng tiền hoạt động. Rồi cửa hàng cần cái mức tài sản lưu kho trung bình hàng năm là 30 ngàn, hết thời gian hoạt động thì tài sản trở lại mức ban đầu. Thì đây người ta đang nói cái vốn vốn lưu động của mình, nói tới vốn lưu động. Vì mua và bán đều trả tiền ngay nên không có thay đổi ở phạm vi công ty, không có khoản phải thu, không có khoản phải trả. Nhưng do doanh thu bán tăng lên nên sức mức dư tiền mặt trong khoản tài sản tiền mặt của công ty cũng tăng lên so với việc không mở cửa hàng, và mở cửa hàng thì nó phải tăng lên như thế này, thì cái tiền mặt này nó cũng nằm trong cái vốn lưu động của mình. Đấy, nó cũng nằm trong cái vốn lưu động, thì người ta cho cái vốn lưu động, mức lưu kho nguyên nhiên vật liệu rồi này kia là 30.000, rồi cần có một cái mức tiền mặt phải duy trì hoạt động trong cái năm đó, phải lưu động trong cái năm đó. Thì chủ yếu người ta cho cái này là đều là nó thuộc về vốn lưu động hết, và mình cũng phải xử lý theo cái quan điểm của vốn lưu động. Thuế suất thuế lợi tức là 30%, đòi hỏi tối thiểu về lãi suất công ty là 17% đối với dự án này, cho thuế và cho cái suất thu hồi vốn đòi hỏi tối thiểu của nhà đầu tư. Tính các chỉ tiêu quả tài chính và cho biết có nên mở cửa hàng mới hay không. Thì cái này, cái bài tập này á, thì mình nhìn vô á, thì mình thấy có vẻ giống như là có vẻ giống như là hai cái dự án, có vẻ giống như là mình đang so sánh hai cái dự án theo kiểu loại trừ, theo kiểu loại trừ. Rồi mình nghĩ là có lẽ là sẽ nên lập một cái dòng tiền tăng thêm, nhưng mà thực ra thì cái bài tập này nó nhìn nó có vẻ giống vậy thôi, chứ thực ra thì nó vẫn giống như một cái dự án độc lập thôi, chứ không, nó không phải là một cái hai cái dự án loại trừ nhau. Tuy nhiên thì nếu như mình lập cái dòng tiền theo cái quan điểm loại trừ nhau, theo quan điểm là hai cái dự án, thì mình vẫn có thể lập được. Nhưng mà thực sự thì cái bài này nó chỉ cần lập một cái dòng tiền duy nhất cho cái phương án là mở cửa hàng thôi. Ví dụ như cái chỗ này người ta cho là không mở cửa hàng á, thì cái công ty họ cần một cái lượng tiền mặt như thế này, còn nếu mà mở cửa hàng mới thì lại cần thêm một cái lượng thì cần một cái lượng tiền mặt như thế này. Như vậy mình chỉ cần tính ra cái lượng tiền mặt tăng thêm
tăng thêm khi mà làm cái dự án này thôi. Có nghĩa là cái lượng về tiền mặt tăng thêm đó chính là cái lượng tiền mặt cần cho cái dự án mới đó. Đấy, vì vậy nên mình nhìn đây mình thấy là có vẻ như là hai dự án, nhưng mà thực ra nó mình lọc theo kiểu một dự án thì vẫn được. Như vậy thì ta làm bắt đầu làm cái bài này sale. Vì vậy thì ta vẫn cứ đi theo về lý thuyết, cứ theo lý thuyết mà ông ta làm, theo cái phương pháp mà mình được học. Ban đầu thì mình sẽ phải lập một cái bảng khấu hao. Dự án của mình kéo dài từ năm 2010, cuối năm 2010, 2011 thì bắt đầu kinh doanh, bắt đầu có doanh thu 2012, 2013, 2014, 2015. Rồi bảng khấu hao mình ghi là khấu hao nhà xưởng, khấu hao thiết bị, rồi mình thấy cái chi phí mua và sửa chữa cửa hàng là 400.000 đô, 400.000 đô, rồi thiết bị là 100.000 đô, rồi khấu hao. Như vậy thì mình xem thử người ta dùng thống nhất cái đơn vị tính toán là cái gì, ngàn đô. Như vậy thì cái cửa hàng, cái mua và sửa chữa cửa hàng 400.000 đô, tòa nhà là cái cửa hàng ở đó được khấu hao, được tính theo phương pháp đường thẳng với tỷ suất là 1 phần 10, là 1 phần 10. Như vậy 400.000 đô sẽ bằng mỗi năm sẽ khấu hao 400 chia cho 10. Như vậy mỗi năm khấu hao là 40, 40. Như vậy tổng khấu hao ở cuối năm 2015 như vậy là đã khấu hao 200. Như vậy thì giá trị kế toán còn lại 400 trừ cho 200 là 200. Rồi mình ghi luôn ở đây là tới cuối thời điểm này thì họ sẽ dự tính sẽ thanh lý được cái giá là bao nhiêu, thanh lý được cái giá là bao nhiêu tòa nhà. Công ty dự kiến tòa nhà sẽ được bán cuối năm 15 với giá 210.000 đô. 210. Như vậy lúc đó thì mình phải đóng thêm một cái khoản tiền thuế từ cái khoản thu nhập tăng thêm này so với giá trị còn lại. Đấy, thuế ở đây người ta đang áp dụng cái mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%. Đó là một cái công ty ở Mỹ. Thì cái số tiền thuế mình phải đóng tăng thêm từ cái việc là mình thanh lý được cái giá trị cao hơn cái giá trị kế toán còn lại của tài sản được đưa vào thu nhập khác, thì thuế mình phải đóng thêm là 3 triệu, 3 triệu. Còn đối với thiết bị thì người ta mua với giá là 100.000 đô và họ sẽ khấu hao thiết bị theo phương pháp MACNS trong vòng 5 năm. Với cái tỷ suất khấu hao của cái loại tài sản mà có tuổi thọ 5 năm lần lượt là 20, 32, 19,2 vân vân, thì mình ghi thêm một cái dòng là cái tỷ suất MACRS.
và thiết bị suốt mà giờ đẹp 20%, 32%. Đấy, đây là tỷ suất mà sẽ như vậy, thiết bị sẽ là 100.000 đô thì nhân với cái tỷ suất này. Tương tự như vậy cho các cái năm. Như vậy tổng khấu hao của thiết bị tính tới cuối năm 2015, tính tổng cộng lại là 94,24, còn lại lấy 100 nguyên giá trừ cho giá trị đã khấu hao còn lại 5,76, và mình thanh lý được với giá là 50.000 đô, hệ thống thiết bị bán được với giá 50.000 đô. Đấy, cao hơn giá trị kế toán còn lại, như vậy mình phải đóng một cái khoản tiền thuế trên 30% nhân với thanh lý trừ cho kế toán còn lại, khoản chênh lệch đưa vào thu nhập khác chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp, như vậy phải đóng thuế là 13,272. Như vậy tổng khấu hao của mình lấy cộng lại ngoài nhà xưởng cộng với khấu hao thiết bị rồi. Đó là cái bảng khấu hao của mình. Bây giờ tới bảng vốn lưu động. Vốn lưu động của mình có hai cái thứ nhất là tài sản lưu kho. Đấy, thì để hoạt động thì mình cần phải có một cái lượng tài sản nguyên nhiên vật liệu lưu kho vào đầu mỗi năm để mà sản xuất cho cái năm sau. Thì cái bên trung bình hàng năm là 30.000 đô, 30.000 đô hết cái thời gian hoạt động thì trở về mức ban đầu. Đây là vốn, vì thế nên là mình xử lý theo vốn lưu động. Vốn lưu động lưu kho. Đấy, như vậy mỗi năm là 30.000 đô. Thế bây giờ mình hoạt động là mình hoạt động từ cuối năm 2010 và sẽ bắt hoạt động từ năm 2011 tới năm 2015. Bắt đầu thì cuối năm 2010, đầu năm 2011 mình sẽ bắt đầu hoạt động. Như vậy mỗi năm mình sẽ cần một mức tài sản lưu kho như thế này, 30 ngày 30 trung bình cho các cái năm, trung bình các năm. Cái này mình ghi là nhu cầu lưu kho năm như vậy. Đấy. Nhưng mà mình để mình hoạt động cho cái từng năm này thì mình phải chi ra cái số tiền này ở đầu năm. Đấy. Tức là ví dụ như để hoạt động trong năm 2011 thì cuối thì đầu năm 2011 mình phải có một cái số tiền là 30.000 đô này để mình mua nguyên nhiên vật liệu để mình phục vụ cho cái năm 2011 này. Vì thế mình xử lý bằng cách đưa nó về đầu năm. Đầu năm.
đưa nó về đầu năm. Nhưng mà vì vốn lưu động nó có tính chất lưu động, vì thế nên nó là mình không có chi ra chừng đó tiền cho các năm, mà mình chỉ tính chênh lệch thôi. Đấy, cái đầu tiên chỉ có cái năm 2011, đầu năm 2011 là mình phải bỏ ra 30.000 đô thôi. Chứ còn từ những cái năm sau á, thì sau khi mình bán sản phẩm, mình sẽ thu hồi lại cái vốn này. Và nếu như mình nói nhu cầu của năm sau nó nhiều hơn so với năm trước thì mình mới bỏ thêm, còn nếu mà nó ít hơn năm trước thì mình giữ lại. Nhưng mà người ta bảo rằng là cái nhu cầu này là nó bình ổn qua các cái năm, nó đều là 30.000 đô qua các năm hết, và cuối cái thời gian hoạt động thì tài sản lưu kho trở lại mức ban đầu, tức là mình cuối năm hoạt động cuối năm 2015 thì mình thu lại hết toàn bộ cái vốn lưu động, xem như là mình lấy lại toàn bộ cái vốn đầu tư ban đầu, nó ổn định. Rồi bây giờ tới nhu cầu tiền mặt. Tiền mặt tại vì là cái vốn lưu động của mình thì nó gồm có tồn kho nguyên nhiên vật liệu, rồi tiền mặt, rồi khoản phải thu, rồi trừ cho khoản phải trả, rồi cộng với chứng khoán, rồi vay ngắn hạn, nếu có, rất là nhiều khoản. Thì tiền mặt nó cũng nằm trong cái vốn lưu động của mình. Thì bây giờ người ta bảo nếu như mà làm cái dự án này á, thì cái việc mà mở cửa hàng mới này á, thì nó cái tiền mặt của công ty nó sẽ tăng lên chỗ này, sẽ cần thiết phải tăng lên chỗ này. Như vậy thì đối với cái việc mà mở cửa hàng mới thì cái số lượng tiền mặt nó sẽ tăng lên bao nhiêu, thì đó chính là cái nhu cầu tiền mặt của từng năm so với cái việc là mở cửa hàng mới này. Như vậy thì mình cứ đưa nó vô nhu cầu tiền mặt của năm 2011 là lấy mở cửa hàng mới trừ cho không mở cửa hàng mới, nó là 40. Rồi 212, 60. Rồi 213 là 50. 2014, 50. 2015 là 40. Đó. Đó là cái nhu cầu tiền mặt của từng năm. Đấy, nhưng mà nó là vốn lưu động nên mình nó đều có cái tính chất của lưu động. Mình cần phải chi ra ở đầu năm chứ không phải là cuối năm đó. Đấy, cuối năm đó thì nó kết thúc rồi. Rồi mình lại tính chênh lệch. Đấy, mình thấy năm sau cái nhu cầu vốn lưu động đó nó tăng lên là 60 thì mình phải bỏ thêm 60. Đấy, mình chỉ bỏ cái chênh lệch thôi chứ không bao giờ mình bỏ bằng với cái nhu cầu đó cả. Nếu với điều kiện là mình bán mình thu hồi lại toàn bộ cái sản phẩm của mình, nếu mà không thu hồi được toàn bộ sản phẩm của mình thì mình cũng không có lấy lại được cái, nó cũng không có cân bằng được như vậy đâu. Nhưng mà nếu như mình không lấy lại được cái tiền mặt của mình đó thì nó tồn tại ở khoản phải thu, thì cuối cùng mình chưa thu được thì mình cứ ghi nhận đó, từ từ mình thu. Chứ còn nếu mà để mà hoạt động cho cái năm sau đó, thì mình buộc mình phải bỏ thêm vô. Nên 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 đối với cái việc mà mình không thu hồi được nợ thì vốn của mình nó vừa ứ động ở chỗ khách hàng mà mình cũng phải bỏ thêm vô, mình phải bổ sung vô cái nguồn vốn lưu động để cho cái năm sau nó hoạt động đủ cái công suất của cái năm đó nữa. Đó là cái hai cái liên quan tới vốn lưu động, đó là tồn kho và tiền mặt. Như vậy bây giờ mình ghi là tổng tổng nhu cầu vốn tổng vốn lưu động cộng hai cái này lại với nhau. Đây chính là cái sự chênh lệch thôi. Chênh lệch là tổng chênh lệch đi. Tại vì nó chưa phải là dòng tiền. Bây giờ mình phải đổ dấu thì nó mới trở thành dòng tiền. Mình trở thành dòng tiền nó gọi là ngân lưu vốn lưu động. Thì mình phải đổ dấu cho nó thì nó mới trở thành
cái bản chất của dòng tiền được. Đấy. Thì ban đầu mình đầu năm 2011 mình phải bỏ ra một cái số tiền là 70 triệu, trong đó thì có 30 triệu là để hình thành nên các cái loại tài sản nguyên nhiên vật liệu để trong kho để chuẩn bị hoạt động cho năm 2011. Với lại phải bỏ ra cho cái trong cái quỹ tiền mặt là 40 triệu để mà phục vụ cho cái hoạt động sản xuất trong cái năm 2011 này. Thì tổng cộng mình phải bỏ ra là 70 triệu vốn lưu động. Rồi tới cái năm 2012 thì nhu cầu nó tăng lên, mình phải bỏ thêm vô đó 20 triệu. 2013 thì nhu cầu lại giảm xuống, mình giữ lại 10 triệu. Rồi tới 24, rồi tới 25 thì nhu cầu lại tăng thêm 10 triệu, mình bỏ thêm vô. 2015 thì nó ít hơn, mình lại giữ lại 10 triệu. Rồi tới cuối năm 2015 thì bán hết toàn bộ sản phẩm thì mình thu hồi lại 70 triệu. Như vậy thì nếu như mà mình thu hồi lại toàn bộ thì cuối cùng thì nó cái vốn lưu động này nó xoay hồi một hồi thì nó sẽ bằng không. Nó thể hiện cái việc là mình bỏ ra và mình thu hồi lại hết thông qua cái việc là bán sản phẩm mà thu hồi lại hết cái vốn lưu động của mình. Đó là dự tính của mình, nó là như vậy. Như vậy đây chính là cái vốn lưu động mình đã xử lý xong. Bây giờ tới cái bảng vay và trả nợ. Nhưng mà trong này thì người ta nói để mở cái cửa hàng mới này thì đâu không có cái gì, không có vay. Không có vay. Vì thế nên không có bảng vay trả nợ. Như vậy thì mình bỏ nó hết vào trong một cái bảng gọi là bảng ngân lưu đầu tư. ICF. Như thế, tổng hợp nó hết lại vào thành cái bảng ICF này. ICF thì theo như lý thuyết mình học đó, thì nó gồm có bốn thành phần đó. Thì thành phần đầu tiên đó là đầu tư vào tài sản cố định, đầu tư vào nhà xưởng, đầu tư vào thiết bị. Đầu tư vào nhà xưởng thì cái bao nhiêu? 400.000 đô. Nhà xưởng là 400.000 đô. 400.000 đô. Còn thiết bị thì 100.000 đô. Nhà xưởng trừ 400. Bỏ tiền đi ra mình phải ghi dấu trừ. Thiết bị trừ 100.000 đô. Rồi bây giờ tới việc thanh lý nhà xưởng. Thanh lý thiết bị, thanh lý nhà xưởng, hồi nãy mình có ghi chú trên đây hết rồi, 210 và 50. Đối với nhà xưởng cuối năm 2015 thanh lý được với giá là 210, một số tiền đi vô ghi dấu cộng, thiết bị là 50. Đấy. Nhưng mà bây giờ có cái khoản thuế, thuế từ cái việc thanh lý nhà xưởng, thuế từ cái việc thanh lý thiết bị, thuế từ việc thanh lý nhà xưởng thì bằng phải đóng thêm thuế là 3 từ cái việc là mình bán được với giá cao hơn cái chị cái còn lại. Thanh lý thiết bị thì mình phải đóng thêm thuế là 13,272 từ cái việc mình thanh lý được thiết bị với giá cao hơn. Thì đây là cái cách mình ghi nhận một cách gián tiếp. Cách gián tiếp. Còn nếu như mà mình muốn ghi nhận một cách trực tiếp thì ở đây là mình ghi nhận một cách trực tiếp. Còn nếu như mình muốn ghi nhận một cái cách gián tiếp thì mình cứ ghi là thanh lý bình thường thôi, đừng có ghi thuế gì hết. Nhưng mà tới cái lúc mà mình làm cái báo cáo kinh doanh của năm 2015 ấy, thì mình sẽ ghi giảm cái lời trước thuế. Giảm cái lợi nhuận trước thuế bằng một cái khoản chênh lệch của cái số tiền thanh lý và cái số tiền kế toán còn lại, thì cuối cùng nó sẽ làm giảm cái thu nhập chịu thuế đi một cái khoản tương ứng như thế,
Rồi khi mà nhân với thế thì nó sẽ giảm đi cái khoản tiền thuế như thế. Đấy, thì đó là cái cách mình ghi nhận một cách gián tiếp. Còn đây là mình ghi nhận một cách trực tiếp. Trực tiếp thì mình ghi nhận cách nào cũng được. Luật họ quy định như thế thì mình làm như thế, mình biết mình làm như thế thôi, còn ghi nhận cách nào cũng được. Rồi cái vốn lưu động, đầu tư vốn lưu động thì mình chỉ việc đưa cái dòng lưu vốn lưu động nãy giờ mình tính xuống thôi, mình đã chuyển hóa nó thành dòng tiền rồi hết rồi, rồi không có vay mà trả nợ, vì thế nên mình tổng kết lại thành cái bảng ngân lưu đầu tư. Tổng lại như vậy, đây chính là cái dòng tiền đầu tư liên quan tới việc mình mở cửa hàng mới, thì mình phải đầu tư như thế này. Rồi tới cái dòng tiền hoạt động, đầu tiên doanh thu. Người ta cho mình hết rồi. Dự tính doanh thu và chi phí không gồm khấu hao cho cửa hàng mới như sau. Đó, người ta cho hết rồi. Đây là doanh thu. Đó là doanh thu. Chi phí. Đó là chi phí. Chi phí này không gồm khấu hao, không gồm khấu hao. À, như vậy thì mình đưa khấu hao vô, tại vì nó chưa có khấu hao. Tổng khấu hao trên này. Như vậy đó là các cái thành phần. Như vậy thì mình có thể tính được cái lời trước thuế rồi, không có lãi vay. Như vậy lời trước thuế doanh thu trừ cho chi phí trừ cho khấu hao
Rồi, vậy anh ta tính ra được cái lời trước thuế. Vậy thì mình tính thuế. Thuế sẽ bằng cái lời trước thuế này nhân với 30%. Phần trăm. Riêng cái năm 2015 á, thì cái lợi nhuận trước thuế nó âm như vậy thì theo như luật thì mình không có đóng thuế và mình được chuyển cái phần lỗ này sang cho cái năm sau, nhưng mà cái năm sau mình đâu có hoạt động nữa đâu. Đấy, nên là tóm lại là không có đóng thuế. Rồi cái lời sau thuế như vậy ra được cái lời sau thuế. Rồi tính cái dòng tiền OCF, dòng tiền hoạt động thì lấy cái lợi nhuận cộng lại với cái khấu hao thì ra được cái dòng tiền. Như vậy thì đó là cái dòng tiền hoạt động của mình.
cộng hai cái dòng này lại với nhau để ra cái dòng tiền của dự án, gọi là dòng tiền thuần NCF bằng dòng OCF cộng với cái dòng lưu đầu tư. Và đây chính là cái dòng tiền cuối cùng của dự án mình. Như vậy thì bây giờ người ta bắt mình tính cái khả thi về mặt tài chính hay không, với cái suất sinh lời tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn đó là 17%. 17%. 17% này. Tối thiểu. Như vậy thì bây giờ mình tính NPV của nó. NPV 17%. Rồi đưa tất cả những cái số tiền này về hiện tại với một cái chiết khấu 17%. Như vậy nó ra một cái số âm. Âm 68,52. Như vậy bé hơn không? Bé hơn không. Như vậy là không khả thi về tài chính, có nghĩa là không làm, không nên làm. Như vậy thì bây giờ mình nó bé hơn không, như vậy có nghĩa là nó không đạt được cái mức 17% mà nhà đầu tư mong muốn. Mức mà nhà đầu tư mong muốn là tối thiểu phải bằng 17%. Đấy. Như vậy thì dự án này nó sinh lời bằng bao nhiêu mà lại không bằng với nhà đầu tư mong muốn, thì mình tính cái suất hoàn vốn của cái dự án này thì mình có thể tính rất là nhanh. IRR này, kéo cái dòng tiền của dự án này, đây kéo nhầm đây, thì nó có 13% thôi. Nhà đầu tư mong muốn 17% mà dự án này chỉ sinh lời có 13%, vì thế nên NPV nó âm là đúng rồi. Như vậy thì không có làm là vì thế, không khả thi về mặt tài chính. À, chúng ta không cần phải chép gì đâu, thầy sẽ gửi lại cái file này cho chúng ta. Rồi bây giờ còn bài nào nữa? Bài 5.10 thì giải rồi. 5.8 thì giải trên lớp rồi. Này thì cũng giống thế. Bây giờ làm cái bài 5.6 đi. 5.6 là một cái dự án loại trừ, mình sẽ lập một cái dòng tiền gia tăng để mà xem là lựa chọn cái phương án nào. 5.6 văn phòng R&D, văn phòng nghiên cứu và phát triển của nhà máy M đề xuất hai phương án mua sắm thiết bị để sản xuất một loạt sản phẩm. Việc lựa chọn phương án nào sẽ có ảnh hưởng đến giá mua và chi phí sản xuất, doanh thu là như nhau cho cả phương án, chỉ ảnh hưởng tới giá mua thiết bị và vì thế nó ảnh hưởng tới chi phí sản xuất. Các số liệu cho đây là phương án thứ nhất là đầu tư ban đầu, đây là mua thiết bị thì như thế, rồi cái này tuổi thọ 7 năm, tuổi thọ 8 năm, giá trị thanh lý ròng cuối cùng của thiết bị, thanh lý đã trừ thuế rồi, đã trừ cái thuế rồi nha. Trước giờ mình tính là mình đều tính giá trị thanh lý chưa trừ thuế, mình tính giá trị thanh lý rồi mình mới tính cái số tiền thuế phải đóng rồi mình đưa cái hai thứ vô. Còn đây người ta đã ghi chú là giá trị thanh lý này đã trừ thuế rồi, trừ thuế rồi mình đừng có quan tâm tới
cái thuế phải đóng nữa, rồi chi phí sản xuất hàng năm thì không gồm khấu hao thị trường này, nhà máy sử dụng khấu hao trong phương pháp đường thẳng, tuổi thọ thiết bị cái gì cái đó là bằng không, đường thẳng thì nó cứ theo tuổi thọ thiết bị thôi, thuế suất là 32. Nếu nhà máy áp dụng phương án 2 thì sau khi hết sử dụng, thay vì mua máy mới họ có thể đặt gia công bên ngoài cho 2 năm cuối cùng với chi phí thuê gia công hàng năm là 375 triệu đồng. Đấy, với số chiết khấu 15% phải xác định nhà máy nên chọn phương án nào. Đấy. Như vậy thì mình phải lập một cái dòng tiền gia tăng, dòng tiền gia tăng. Bây giờ đây là tầm 5.6. Bây giờ mình phải lập một mình giả sử rằng mình sử dụng cái phương án một đi, giả sử rằng mình sử dụng phương án một, như vậy thì mình sẽ lập một cái bảng khấu hao. Nhà máy, người ta nói là nếu nhà máy áp dụng phương án 2 thì sau khi hết sử dụng, thay vì mua mới họ sẽ đặt gia công ngoài 2 năm cuối cùng. Như vậy điều đó có nghĩa là cái dự án này nó sẽ kéo dài 9 năm chứ nó không phải là 7 năm. Đấy, kéo dài 9 năm nha. Nếu mà dùng án 2 thì 2 năm cuối cùng phải gia công bên ngoài, tại vì nó hết tuổi thọ rồi mình phải bán nó đi. Như vậy thì cái dự án này kéo dài 9 năm. 5 năm. Năm. Rồi bây giờ đây là khấu hao phương án 1. Khấu hao phương án 1, máy 1, cho nó là máy 1 đi. Rồi này là khấu hao máy 2. Như vậy mình tính cái delta khấu hao. Đấy. Mình đang giả sử là mình sử dụng khoảng 11. Như vậy đối với máy 1, hao từ phương pháp cả hai được sử dụng phương pháp đường thẳng, thiết bị giá trị bằng 0. Như vậy thì cái phương án máy 1 này cái giá trị của nó là 960 triệu đồng, khấu hao trong vòng 9 năm. Như vậy thì mỗi năm khấu hao chính bằng 960 chia cho 9. Mỗi năm phải khấu hao là 106,6667. Như vậy tổng khấu hao sum lại, tổng cộng lại thì chắc chắn nó bằng cái nguyên giá. Còn lại bằng không, thanh lý cuối cùng của thiết bị đã trừ thuế đó, còn lại bằng không, nhưng mà bán được thanh lý được với giá là 150 và thuế thì người ta đã trừ thuế rồi, khỏi tính thuế nữa. Đấy. Thì đó là máy 1. Bây giờ máy 2. Máy 2 thì 840 được khấu hao đường thẳng trong vòng 7 năm. Như vậy thì mỗi năm 860 840 chia cho 7. Mỗi năm khấu hao là 120 vòng 7 năm. Tính tới cuối năm thứ 9 thì nó tức là cuối năm thứ 7 thì người ta đã khấu hao hết rồi.
Bây giờ giá trị thanh lý ròng năm cuối cùng của thiết bị, tức là tới cái năm mà năm cuối năm thứ bảy ấy, thì người ta đã thanh lý nó và bán được với giá là 120 rồi, 120 rồi. Đấy. Thanh lý nhưng mà nó không phải là cuối năm hai cuối năm thứ chín rồi. Như vậy thì chỗ này nó bán được với giá là 120. Và cái tổng khấu hao của nó tới cuối năm thứ bảy là đã bằng 840, giá trị còn lại bằng không rồi, nhưng mà nó vẫn thanh lý được với giá là 120. Nhớ là nó bán được vào cuối năm thứ bảy chứ không phải là cuối năm thứ chín. Rồi cái delta khấu hao đối với máy 1 thì sẽ khấu hao ít hơn hay nhiều hơn so với máy 2, ít hơn so với khấu hao trường này, máy 2 trường này. Đấy. Đấy. Đối với nếu như mà mình chọn máy 1 mà mình không chọn máy 2 thì cái khấu hao nó sẽ ít hơn trường này qua các cái năm. Tới năm thứ 8, năm thứ 9 thì máy 2 kết thúc rồi, mình chỉ còn dùng máy 1, mình chỉ còn khấu hao máy 1 thôi. Vì thế nên nếu mình chọn phương án máy 1 thì sẽ khấu hao nhiều hơn máy 2 ở năm thứ 8, thứ 9 là trường này. Thì đó là cái bảng chênh lệch khấu hao. Bây giờ tới cái bảng chênh lệch về vốn lưu động. Nếu nhà máy áp dụng thì sau khi không, cái này nó không có nói gì về máy nuôi về 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 vốn lưu động cả. Cái này nó nói là phòng hai cái ảnh hưởng đến yêu cầu về giá thiết bị và chi phí sản xuất. Đấy, chứ nó không ảnh hưởng tới cái vốn lưu động của mình, nó cũng không có nhắc gì cho vốn lưu động hết. Có nghĩa là mình dùng cái phương án máy 1 hay là phương án máy 2 này á thì nó đều không có tiết kiệm cái nguyên nhiên vật liệu hơn hay là như thế nào cả. Nó cái vốn lưu động của mình nó không có thay đổi, nó chỉ ảnh hưởng tới chi phí thôi, chi phí hàng năm thôi. Như vậy thì mình không có cái bảng vốn lưu động, mình làm luôn cái bảng delta ICF luôn. Bây giờ mình tính delta của từng cái khoản một: delta đầu tư, tài sản cố định. Nếu như mà là máy 1 so với máy 2 thì mình phải đầu tư cái tài sản cố định nhiều hơn, lấy 960 trừ cho 840. Mình đã đầu tư vào đầu năm trừ 960 trừ cho 840. Nhầm. Đấy. Thì mình phải đầu tư nhiều hơn so với cái phương án máy 2, đó là mình phải bỏ ra hơn 120 triệu, 20 triệu. Rồi delta thanh lý. Delta thanh lý. Nếu như mà mình làm cái máy 1, mình dùng cái phương án máy 1 thì cuối cái năm 2000, cuối cái năm thứ 9 này mình sẽ thanh lý được với giá là 150, thanh lý được với giá 150. Mình phải sẽ có được một số tiền là 150, 150. Tuy nhiên á, thì đối với cái phương án máy 2 á, thì cuối năm thứ 7 thì mình sẽ thanh lý được với giá là 120, 120. Như vậy thì bây giờ mình phải tính như thế nào? Như vậy thì cái delta thanh lý này cuối năm thứ bảy này mình đang giả định là cái máy 1 trừ cho máy 2, 1.2. Có nghĩa là khi mà mình làm cái phương án máy 1 thì những cái mà máy 2 mình thanh lý được ở cuối năm thứ bảy này mình không có. Mình không có. Vì thế nên đó là cuối năm thứ bảy này mình sẽ mất đi một cái số tiền là trừ 120 so với cái phương án máy 2. Phương án 2 cuối năm thứ bảy thì mình sẽ có một cái số tiền 120, nhưng mà do mình chọn phương án máy 1
nên mình không có cái số tiền đó, đó là mình chênh lệch. Nhưng mà bù lại là còn nếu mình chọn với ông ấy một thì cuối năm thứ 9 này mình sẽ thanh lý được với giá là 150, 150 những điều hai thời điểm khác nhau mình sẽ được 150. Đấy. Đó là cái delta thanh lý. Thì thay vì nếu như mà nó cùng số năm là năm thứ 9 đó, thì mình lấy 150 trừ cho 120 luôn. Đấy, thì nó ra là 30 ở cuối năm thứ 9. Do cái việc mình chọn mấy một thì sẽ thanh lý nhiều hơn so với mấy hai. Nhưng mà tại vì hai cái này có tuổi thọ khác nhau, vì thế nên nó nằm ở hai cái thời điểm khác nhau thôi. Mà mỗi năm thì nó có một cái mức lãi suất, một cái suất chiết khấu, vì thế nên nó là mình cái nó nằm ở những năm khác nhau, như vậy nó cũng có cái ý nghĩa của nó, tiền có giá trị thời gian. Đó là cái delta thanh lý. Rồi cái delta vốn lưu động thì không nói gì. Delta vốn lưu động thì không có gì cả. Vay và trả nợ thì thường không có, người ta không có nói rằng là nếu mà dùng ông mấy một thì phải đi vay. Như vậy thì mình kết thúc cái bảng delta đầu tư, mình tổng cộng nó lại. Tổng cộng lại. Như vậy đó là chính là cái bảng delta ICF, gia tăng, cái dòng tiền đầu tư gia tăng nếu như mình chọn vào mấy một so với mấy hai. Tất cả nó đều là bảng gia tăng hết. Rồi bây giờ mình tính cái bảng delta OCF, dòng tiền hoạt động gia tăng của từng năm. Giờ thứ nhất là delta doanh thu, thì trong này người ta nói rằng là doanh thu là như nhau, cho cả hai phương án, có nghĩa là delta doanh thu bằng không, có nghĩa là doanh thu của chọn vào mấy một hay mấy hai gì thì doanh thu của mấy một trừ doanh thu của mấy hai là bằng không, bằng nhau hết, không có gì thay đổi. Rồi delta chi phí, thì chi phí sản xuất hàng năm không gồm khấu hao, như vậy thì mình tính cái delta chi phí không gồm cái delta khấu hao vào đây. Như vậy nếu mà chọn vào mấy một thì sẽ tốn chi phí 270, mấy hai thì chi phí 240. Như vậy thì phương án mấy một sẽ tốn nhiều chi phí hơn 30, 30. Như vậy delta chi phí là 30. Cái chi phí của mấy một trừ cho chi phí mấy hai là bằng dương 30, nhiều hơn 30. Chưa có cái phần chênh lệch của khấu hao. Như vậy đưa vô delta khấu hao. Mình tính trên này rồi. Mấy một sẽ khấu hao ít hơn mấy hai chừng này. Nó là delta khấu hao. Nhầm. Chỗ này người ta nói rằng là cái chi phí này mấy một với chi phí mấy hai này là người ta chỉ tính được cho tới năm thứ 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 bảy thôi, tới năm thứ bảy thôi. Tới năm thứ bảy thì nó còn trên lệch trường này, chứ còn hai cái năm thứ 8 và năm thứ 9 này thì thực sự là nó cái mấy mấy hai mình đem đi bán mất rồi.
bán mất rồi, nên cái chi phí sản xuất của cái máy một á là nó vẫn còn là 270, chưa tính không gồm khấu hao. Nhưng mà cái máy hai thì mình đem bán mất rồi, thay vì vậy á, là mình đặt gia công bên ngoài, năm cuối cùng chi phí thuê gia công là 375 triệu đồng, 375 triệu đồng. Như vậy á, thì cái chi phí của cái máy một là 270, còn cái 2 năm cuối của máy hai mình đem đi gia công á, thì nó là 375. Như vậy trên lệch mình phải lấy là 270 trừ cho 375. Đây, chỗ này là bằng 270 trừ cho 375, 375 đem đi gia công ngoài thì nó sẽ phải mắc hơn. Đấy, đó là cái bảng delta chi phí. Chi phí mình thấy rằng là delta chi phí nếu mà là máy một trừ cho máy hai từ cái năm thứ một cho tới cái năm thứ bảy là cái chi phí của nó đều chênh lệch chừng này. Máy một sẽ tốn nhiều chi phí hơn máy hai. Đấy. Nhưng mà tới cái năm thứ 8, năm thứ 9 thì chi phí của máy 2 lại nhiều hơn máy 1 do đặt gia công ngoài. Đặt gia công ngoài có nghĩa là chi phí của máy 1 trừ chi phí của máy 2 sẽ bằng một con số âm. Đấy, nhỏ hơn là 105 này. Rồi cái delta khấu hao thì cũng tương tự. Cái năm hai cái năm cuối cùng máy là 89 thì cái máy thứ hai mình đem bán đi rồi nên làm gì có khấu hao. Nhưng mà bù lại thì cái số máy một mình phải chịu cái khấu hao trường này. Đấy. Như vậy đó thì đó chính là cái doanh thu và chi phí. Bây giờ mình tính cái delta lời trước thuế. Thì mình lấy cái delta doanh thu trừ cho delta chi phí trừ cho delta khấu hao sẽ ra được cái delta lời trước thuế chỗ này. Rồi mình tính cái delta thuế. Delta thuế thì mình vẫn lấy cái delta lời trước thuế này nhân với cái mức thuế suất. Thuế suất đây là 32%. Mình nghĩ 32%. Thì đây là cái delta thuế. Delta thuế. Thì cái delta thuế này nó có cái bị âm. Nên có cái bị âm này kia, cái delta lời trước thuế có cái nó bị âm rồi này kia thì mình vẫn tính cái delta thuế ra nó vẫn bị âm. Nhưng mà cái delta lời trước thuế này mình tính ra nó bị âm này nó không phải có nghĩa là nó bị lỗ, mà nó có nghĩa rằng cái phương án lời trước thuế của cái máy 1 thì nó sẽ ít hơn cái lời trước thuế của máy 2 là chừng đó. Vì thế nên mình sẽ đóng một cái số tiền thuế ít hơn tương ứng là cái delta thuế này, chứ nó không có phải là nó bị âm thì mình không đóng thuế giống như là cái dòng tiền độc lập. Cái này nó hoàn toàn là một cái sự tăng thêm. Delta lời trước thuế thì có nghĩa là lời trước thuế của máy 1 trừ cho lời trước thuế của máy 2 thì sẽ ra là trừ 16,67. Có nghĩa là cái lời trước thuế của máy 1 ít hơn lời trước thuế của máy 2. Đấy. Thì cuối cùng là dẫn tới là cái thuế phải đóng của phương án máy 1 nó ít hơn thuế phải đóng của phương án máy 2 là 5,33. Và chứ nó không phải là nó bị âm theo kiểu cái phương án dự án độc lập. Vì thế nên mình vẫn cứ tính như bình thường. Delta lời sau thuế. Vậy cuối cùng mình tính ra được cái delta OCF. Cộng lại với khấu hao
đó là cái chênh lệch tăng thêm của cái dòng tiền hoạt động của hai phương án. Như vậy mình ra được cái delta ICF với delta OCF, mình tính được cái delta NCF, cái dòng tiền tăng thêm, dòng tiền thuần tăng thêm, cộng hai cái này lại. Mình ra được cái dòng tiền cuối cùng. Rồi. Bây giờ mình tính cái NPV cho nó. Số chiết khấu là 15%. Như vậy bằng âm 160,6. Như vậy thì bé hơn 0. Như vậy kết luận là mình đang tính cái dòng tiền tăng thêm của máy 1 trừ cho máy 2, mà mình tính cái NPV tăng thêm này nó lại bị âm. Như vậy điều đó có nghĩa là máy 1 nó không tốt hơn máy 2. Có nghĩa là nên chọn cái phương án 2. Phương án máy 2 và gia công bên ngoài 2 năm cuối. Đấy, nên chọn như thế. Nên là như thế. Chứ nếu mà nó dương thì mới mới chọn cái phương mấy một. Cái suất sinh lời mà nhà đầu tư mong muốn là 15%, 15%. Cái suất thu hồi vốn, cái suất hoàn vốn nội bộ của phương án máy 1 trừ máy 2 chỉ đạt có 3% thôi, còn âm nữa. Như vậy thì chúng ta không chọn cái phương án máy 2 là vậy. Rồi, như vậy là thầy đã sửa hai cái bài tập về cái chữ năm. Sau nó có thời gian thầy sẽ sửa thêm tiếp hai cái bài tập về cái sơ đồ, sau đó giới thiệu cho về cái phần mềm nữa, là xem như là chúng ta đã nắm tổng quát sơ lược về cái môn học này rồi. Mặc dù nó không mình không có cái thời gian ở trên lớp và đủ thời gian để đi tới những cái phần sâu hơn, nhưng mà cơ bản như vậy là được. Vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Thầy sẽ gửi lại cái file Excel qua cái group lớp cho các em tham khảo.